Đây là cô đang pha thuốc để phun cho vườn hoa hồng hôm nay đấy ạ. Dép ly trước cô. Cái kia. Cái kia là chân dính. Thì không dính được cuối cùng. Cái này chỉ bỏ tí bột nhạy. Cái bình này là bình 16 lít nhá các anh các chị nhá. Thuốc này vừa chữa lấm, vừa phòng bọ trĩ, nhện đỏ, vừa cho cây tăng trưởng tốt nhờ có com cát. Cô bắt đầu phụt thuốc đấy các anh các chị ạ. À, phụt thuốc thì nhớ lưu ý là phụt cả bên trên và dưới mặt lá nhé các anh chị nhé, để đảm bảo trĩ nhện là cũng được xử lý luôn. Rất cảm ơn các anh, các chị cùng toàn thể các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các anh, các chị ở những video lần sau. Mọi thắc mắc các anh, các chị có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo 0915 882 513. Xin chào tạm biệt tất cả các anh, các chị cùng toàn thể các bạn.